Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà luộc cái trứng vịt lộn cho các bạn. Trứng vịt lộn không phải là muốn luộc sao là luộc đâu nha các bạn. Ha. Mình luộc mà lố lửa cũng không được, mình luộc mà lâu quá không được, mà luộc sớm quá cũng được, lâu quá thì nó lại khô quá trứng ha. Còn luộc sớm quá là lại không chín. Còn luộc lố lửa nữa cũng vậy thì nổ thì trứng nó bị bể ha. Rồi, ok. Đây có mình có 7 cái trứng mình đã rửa sạch sẽ hết rồi các bạn. Đây là rau găm. Đó, trong thời gian lát thời gian trong thời gian luộc trứng thì mình sẽ chia sẻ các bạn về ớt với muối ha. Ok, giờ mình đã có nồi nước sẵn này các bạn. Mình bỏ trứng vô mình đem lên mình luộc ha. Đó, trứng mà vừa nước bỏ vô nước vừa ngập ngập cái mặt trứng này là được nha các bạn. Rồi mình bắt lên bếp mình luộc. Rồi sẵn mình nêm muối vô lên nha bạn. Các bạn thì các bạn có nêm muối thoải mái ha. Vì nếu các bạn luộc lâu quá thì các bạn nêm muối các bạn nêm vô á thì nó sẽ bị mặn ha. Còn các bạn luộc là mà để mà trứng bị bể ra thì muối nó thấm vô cũng sẽ bị mặn luôn. Để mình bỏ vào muỗng muối ha. Luộc về nó mới thấm vô các bạn. Để nó thấm qua cái lớp vỏ trứng thì cũng lâu ha. Nửa muỗng đường ha. Vừa quay vừa lấy đồ nó hơi bị lắc kìa các bạn. Rồi bột ngọt ha. Rồi ok, giờ mình luộc có mình luộc mình chờ nó nha các bạn. Mình chờ nước nó tới giờ mức độ khoảng chừng vừa sôi ha. Thì cỡ 7 cái trứng này thì mình luộc trong vòng 15 phút. 15 cho tới 17 phút nha các bạn. Nước bây giờ hiện tại bây giờ nó khoảng 50 độ. Để mình cho nó lên đủ độ đi rồi mình hạ lửa ha. Thấy nó ở dưới cái đáy nó sôi tìm lên rồi ha. Khi mình luộc cái trứng đó, các bạn cái trứng mình đừng để cho nó nước đừng để cho nó sôi nha. Bạn luộc cái số lượng trứng lớn cũng vậy, trứng cái trứng càng nhiều thì mình luộc thời gian cho cao ra xíu, 10 trứng, 11 trứng, 12 trứng thì luộc cho 20 phút ha. Còn nhiều hơn nữa thì luộc 22 25 phút. Tùy theo số lượng trứng nha các bạn. Đó, bắt đầu nó xì tim lên nhiều rồi, giờ mình nó cũng hẳn cái nằm nó giá nằm ở cái nhiệt độ nằm phải ở 70-80 độ ha. Mình hạ lửa xuống nha các bạn. Hạ lửa nhỏ nhỏ xuống cho nó chín từ từ ha, cho nó sôi từ từ ha. Rồi ok. Giờ mình quay xuống mình nói về cái vụ ớt này ha. Cái hũ ớt này mình làm theo công thức của mình nha các bạn ha. Để lâu ra để lâu được cho các bạn. Để lâu cái nào cũng được hết. Muối này nè, muối mình cũng tự làm luôn theo công thức của mình luôn ha, chứ không có đi mua ngoài chợ nha các bạn. À. Trong đây rất là nhiều gia vị trong đây nha các bạn.
ăn nó lạt nhách à ha, ăn nó muối, ăn không mặn ha. Các bạn có thể chấm nhiều cũng được, chấm ít cũng được, nó không có mặn. Nói chung là muối không mặn thì cũng không được, nhưng mà cái độ mặn nó vừa phải rồi như các bạn ha, nó không có mặn như cái muối thường của mình ha. Ở trong đây còn ba hũ ớt nè, hai hũ ớt nè. À, màu rất là đẹp nha các bạn. Nó không phải như ớt ngoài chợ mà mình mua ớt cái xay mà nó đen thui thù lù luôn nha các bạn. Nó đỏ rất là đẹp ha. Ở trong đây là còn hai hũ muối nữa nè. Mình làm chứ mình làm để bán vịt trứng vịt lộn thôi, chứ cho vợ mình bán vịt lộn chứ mình không có bán nha các bạn. Muối là mình làm không có bán, không có dùng, không có làm để bán, tại vì cái công thức của mình cũng nghiên cứu nó hơi bị lâu các bạn ha. Ớt cũng vậy nè. Rồi mình kết thúc chỗ này đi, rồi mình chờ cái chờ khoảng chừng bây giờ hiện giờ là 6 phút 11 giây rồi, mình chờ cho đủ 15 phút cái trứng nó chín hả, rồi mình sẽ quay tiếp ha. Đó, rau găm nè, khoan mình nói tiếp, rau găm nè các bạn, chọn cái rau găm này nè. Đó, rau găm là găm nhà trồng nha các bạn. Ở ngoài chợ thì nó có hai loại rau găm, một loại găm bự, một loại găm nhỏ. Thì các bạn ăn á, nên chọn loại rau găm nhỏ, rau găm bự nó ăn nó chát, nó mất cái mùi vị nha các bạn. Ha. Rồi ok. Dừng lại chỗ đây chút xíu rồi mình lại lớp chất lá cả cái mấy cái trứng nó chín rồi mình quay tiếp ha. Hồi nãy dừng ở chỗ 3 phút mấy. 3 phút mấy gần 4 phút. Mà nãy giờ hai gần 3 phút mà trứng nó chưa sôi nha các bạn ha. Các bạn cứ vậy mà luộc từ từ ha, từ từ cái trứng nó sẽ ngon ha. Đó, đập cái trứng ra nước nó rất là ngọt ha. Rồi ok, dừng cái clip tại đây xíu ha, đã kiên chính mình quay tiếp nè các bạn. Thấy không, nó sôi lên mà nãy giờ cũng mất cũng lâu rồi nha các bạn, mà cái trứng vẫn còn nguyên vẹn ha, không bể nha các bạn. Đó, thì cái trứng này cũng vừa đủ chín rồi đó. Bây giờ mình tắt lửa mình dọn lên mình ăn ha. Rồi ok. Đó, mình dọn lên các bạn. À, này đúng ra phải có tắt mới ngon nha các bạn. Tắt nó thơm hơn ha. Tại giờ gian dịch giả không có tắt ha. Nặng miếng chanh vô nha các bạn. Ok. Trứng thì mình gắp múc ra cái tô ha, để nước luôn cho nóng ha. Còn cái nữa mình vừa quên nói các bạn nữa. Giờ mình đập cái trứng ra nha các bạn. Mẹ lớn vậy? Đập cái trứng ra ha. Hồi nãy mình quên nói các bạn một điều là cái nồi mình luộc trứng đó các bạn, mình nên chọn cái nồi nhôm nha. Nồi nhôm mình luộc trứng nó sẽ ngon hơn ha. Rất hấp dẫn nè các bạn. À, muối. Màu sắc rất là ok ha. Đấy. Rồi mình thử miếng cho các bạn. Mình bỏ vô cái mình hấp miếng nước ha. Quá đã là ngọt luôn nha các bạn.
cả nhà cùng ăn với mình nha. Thử gắm mấy cầu màu ăn nhỉnh nhỉnh vô miếng rượu nha các bạn. Mới qua đã à, mình kết thúc clip này nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau. Bye các bạn.